Nhắc tới Xuân Quỳnh là người ta nghĩ ngay đến bài thơ Sóng. Nhưng không chỉ vậy mà tên tuổi bà được nhiều người biết đến. Cô dành nhiều tâm huyết cho đề tài tình yêu và là một trong những người viết thơ tình hay nhất ở thời đại chúng ta. Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh giới thiệu tới bạn đọc những bài thơ tình giàu cảm xúc, nồng nàn và dữ dội như thơ viết cho mình và những người con gái khác. Tất cả nhờ tình yêu thương thấm đẫm nữ tính ấy mà bất chấp mọi khổ đau buồn phiền của một duyên phận nhiều lận đận. Xuân Quỳnh để lại trong thơ niềm tin vững chắc về sự hiện diện của hạnh phúc có thật giữa trần gian này. Xuân Quỳnh đã để lại dấu ấn đậm nét trong dòng thơ tình Việt Nam bằng những bài thơ hay của một tâm hồn phụ nữ thấm đẫm tình cảm. Bạn đọc có thể tìm đọc các tác phẩm của Xuân Quỳnh tại quyển sách này từ Newsoft.